Tần nam nâng thơ mấy thơ nam thơ mấy toàn là cái thơ bóc mà. Bóc cái. Ngay ngã ba Nam Kỳ khởi nghĩa vô đang ấy đắp ra cho nó đều. Ủa thôi mẹ stone ở tranh luôn tình mà đấy. Cái này luôn nha. Nắng sao ấy ăn nấu. Thần áo không? Thần áo không? Cái này vừa nét. À, tao nói nó mang thôi. Nâng mang quá cho trời đây sao. Nhớ. Mát bèo. Một châu. Mát bèo một môi khai lắm. Khai ra nó vừa là nhanh ra có sốt. Cái này nét rồi cũng mong sáu tháng người lúa ăn lúa hàng nhân. Lúa hàng nhân thì cũng năm sáu tháng. Thằng chảnh nó bằng chỗ bán nha. Này tới Tết mới có. Ai sẽ lâu ra người nó thọt nè. Tại cái đó. Này lấy nó hả? Dạ. Tần áp nắng thơ mấy toàn là cái thơ bốc quá.
bà kê chết đau lắm. Mụ bà lọc đại tiên này. Bên tiên này, có bị tôm. Thì đám này chi cái ứng hương kia, cái bóc chân. Lên nó đắm ở trăm thơm bóng đấy nè. Một cây thật à. Đừng có nộp ấy đi. Ủa nó phun chi cái ấy bị môn cái nó bóng á lỡ. Khơi bóc phi bay cho nó mát khơi cho bật được. Bữa nó sóc chăn đây chị Duyên nó nông miền. Hả? Hậu sĩ bán bằng tên thơ đấy lắm. Người ta hậu sĩ bán nó cái thơ thơ tôi bảo bóc bay lâu bên sổ hành động này mình. Ở đây thì xưa là có mà có dẹp nhưng mà bây giờ thì người ta không có gì nữa. Ở bên Sóc Trăng, bên Sóc Trăng là nhiều. Từ 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 vô để lấy mẹ hả? Thôi dưới ngay chỗ này mới giúp nhau sẵn sàng giúp đá. Miệng đặt môi cho ngầu hướng kê luôn quá. Con chó nó phải hướng nắng. Ở đây thì nó bị kiếm cỏ nữa. Sáng lên thấy những người cũng bị kiếm cỏ. Hầu như đây là người ta cũng có nông mạng. Còn ta đi kiếm cỏ. Bạn phải nâng trâu quá nâng không? Bạn nâng trâu cố quá nâng không? Ta xưa ta cắt đi rồi. Đứa này đi tập thể dục. Để chồng mình bỏ. Quá thấy nhìn không được. Nắng đẹp như là quay hình nó đẹp. Đường này nó chạy là nó ở cuối đường là ngay
hay đập sẽ chết luôn đó nha bà con. Rồi lên tới cuối đường. Mình vô lên đường đập xe chép thì chạy đường nhựa ra ngoài lại đánh vòng. Hôm nay không đi lấy mạ, ở đây là trứng đã chuẩn bị trồng vụ mới à. Hôm nay ruộng lúa này thì chín muôn sao ta nơi trộm đấy ta. Thế anh em ta gặt bằng lưỡi liềm, gặt bằng tay.